giờ đang là 6 giờ kém 10 phút buổi sáng sớm. Đây, đây là Chi Tôn, một cầu số sàn đang thực hiện cung đường là khó. Cung đường này phải nói luôn là cung đường khó chứ không phải là dễ gì cả. Rồi, số sàn một cầu. Đấy, các bạn vừa thấy đằng trước mặt tôi đây là một con xe đã chạy qua. Đấy, trọng tải của nó là khoảng hơn 100 tấn, 100 tấn trọng tải. Và đằng đây các bạn nhìn này, đấy đấy rồi, toàn khủng long bảo chúa chở hàng trăm tấn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, 785 Komatsu 785 được coi là phiên bản xe khủng long của Komatsu to nhất Việt Nam, mới chạy ngược chiều tôi. Ở bên tay trái tôi là một con cung thuộc cái dòng Komatsu, nhưng xe này 465 rất nhỏ, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, và Chi Tôn của tôi là thường rất hay chạy ở cung đường này, những cung đường như thế này. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Hai con xe kia là vừa chạy qua bên tay trái đây, là chắc là đằng trước tôi đây là xe hết giờ làm việc đi về. Đội tôi đuổi nó xem nào, cung đường này có đuổi được không? Chắc là chỉ đuổi được con xe tải trên kia thôi, còn hai con xe không là không thể đuổi được. Cuối cùng tụt lại đằng sau đây là một con hổ hổ vồ Tập Cận Bình, xe của anh Tập này. Sẽ không thể nhìn thấy được mặt đường. Đường lại là tương đối xấu, mùa lại đang là mùa khô. Đường tương đối xấu, đường không được đẹp. À, đường mùa khô là đường đẹp chứ không phải là đường xấu. Mùa này mùa khô là đường như thế này được gọi là đẹp. Các bạn. Thế còn mà đường xấu á, nó là mùa mưa thì nó kinh hoàng, không thể đi được. Tôi vừa quay, vừa cầm điện thoại để quay và cũng như là vừa phải điều khiển xe. Đấy, trước mặt tôi đây là ba con xe, không biết có đuổi được không, xe em tuy bé. Wow, đấy, một chiếc máy xúc đã rời khỏi vị trí làm việc, bàn giao ca. Khủng long bảo chúa đi đằng trước đó các bạn. Vành lốp của nó to hơn của mình các bạn. Vành lốp to hơn nên là nó chạy khủng hơn. 777E. 7. Đấy. Đấy. Đây là một con xe san đường nha các bạn nhé. Chạy này, này, đấy. Chạy đường mỏ này, nó như một con xe san đường máy xúc. Đấy. Chạy đằng trước mình kia là vẫn là ba con xe tải, nhưng do đường xấu quá mình không đuổi nổi nó. Lên đường đẹp thì may ra còn có cơ hội, nhưng lên đường này thì chịu. Đường xấu này một vòng phải quay máy của một chiếc xe khủng long Komatsu 785 kia, với cái khối lượng trọng tải nó mang trên người là khoảng tầm xít xoát 100 tấn, có nghĩa là gấp hơn 100 lần con Chi Tôn này. Đấy, đây là các dòng xe siêu trường siêu trọng. Đấy, đấy, giờ thú vị không các bạn? Đấy, Chi Tôn
tôi không biết các bạn thế nào, nhưng mà xe tôi là